Hai em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Thì bữa nay em có một chiếc Future 1. Xe này chính chủ ha. Ngay ông bạn em ở ngân hàng ổng đứng tên. Đó. Đây. Xe này là em bao anh em chị cô chú bác là đầu lòng máy móc nguyên rin ha. Đầu lòng máy móc nguyên rin. Xe vàng bạc nguyên rin. Áo rin luôn. Nó được cái là màu đỏ. Nhiều anh em nào mặn quả nè, thích màu đỏ nè thì cứ hú hí em hen. Xe Future 1. Đầu lòng máy móc nguyên rin, vàng bạc nguyên rin không sơn không phết hen. Này phần này đi vòng qua cái. Trời mưa mới vừa tạnh. Nhà em ở gần Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Xin nhắc lại, nhà em ở gần Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em ở trên quốc lộ 22B ha. Trời sắp tối rồi, để em quay lẹ lẹ cho. Số điện thoại của em là 097 4499 005. Nè, số điện thoại em nè. 097 4499 005. Số điện thoại em có Zalo luôn ha. Em thì còn nhà em thì còn gần cái 50 đầu xe là. Trở lại cái xe này thì em nổ máy lên coi. Tất cả đèn kẹt xi nhan đầu đầy đủ hết thứ các thứ ha. Máy móc thì em cực kỳ. Máy đang nổ đó anh chị của chú bác. Xe này là máy dữ dằn lắm ha. Đang nổ máy dữ dằn lắm. Nó nồi rin luôn. Đó. Đầu lòng máy móc nguyên rin, xe im lắm. Chỉ nghe tiếng bô thôi. Giờ em đứng đây là 1 mét. Đây 1 mét. Không nghe tiếng máy luôn, nó máy đang nổ á. Nghe tiếng bô khạch khạch thôi à. Im hơn xe tay ga nữa, hơn xe Future đời mới ra luôn. Máy đang nổ. Ừ, cái máy dữ dằn thiệt. Xi nhan đầy đủ hết ha. Báo số đồ đầy đủ hết, nguyên rin hết. Order chạy có 2000 mấy cây mà cái này bị ảo rồi, cái này chắc bị đứt km. Thôi em tắt máy đi ha, em quay sơ sơ qua cho. Đợi làm là cái bô. Nguyên cái bô này là cái bô nguyên rin nha. Bô nguyên rin theo xe, đẹp. Bô bóng lưỡng luôn. Vàng bạc. Vàng bạc này là mới không sơn không phết nha. Vàng bạc không sơn không phết luôn. Đẹp. Đây vàng bạc. Cầm đèn xanh lát. Vàng bạc của xe trước, của trước rin nha, vàng bạc ốc tán rồi rin nha. Xe máy dữ dằn, máy im dữ thiệt. Em thương xe này là thương cái máy. Đầu lòng máy móc nguyên rin nha. Rồi, tối quá em không quay không được. Anh chị cô chú bác nhìn nè, cái cần số nè. Cần số này riêng nè, cần số riêng theo xe nè. Có đồ bảo vệ nè, là vàng bạc. Vàng bạc này nguyên riêng nè, nguyên riêng không sơn không phết vậy ha. Áo một sơn. Một sơn này có hàng một miếng nhẹ cái này. Chủ này kỹ thiệt, công nhận một sơn dính có miếng lủng lủng này, hàng miếng này. Xe này chủ chạy kỹ. Cái học thì chiếc Future nó như là nó thái à, cho nên nó cái học thì nó có cái mũ cao su nè, như quay 50 á. Đây cái sườn là bốn lưỡng luôn. Ồ, dính nhện đóng xe này đúng là tầm mền đó. Sườn bốn lưỡng nha, bình xăng đây nè, không sơn không phết. Cái bình xăng nó như bình xăng quay 110 thái á. Nó có ba ốc rồi. Đời 202 em.
cái này zin theo xe luôn ha, dây zin theo xe mình sang đẹp nha, dàn sườn đẹp lắm, sườn bốn lỗ nè. Áo thì không gãy bát đâu, áo này áo đẹp không gãy bát. Em muốn cái sườn anh cho coi cái sườn nè, tối quá. Anh em muốn nào muốn thì em quay cận kẽ cho. Cái sườn mà nhìn tối quá à. Ở dưới này mà nhìn trổ lên là rất là đẹp. Đi số ngay chính chủ ha. Cái sườn đẹp lắm anh chị ơi. Ủa, tối quá. Ốc tán còn xanh lét chấm vàng nè ha. Xe này em bán anh để cho anh chị cô chú bác giá 20 triệu. Hồi bữa em có bán sau này giá hai mấy triệu vậy mà em sực nhớ lại. Em để cho giá gốc cho, em bán cho 20 triệu. Xe này giấy tờ chính chủ. Phiêu chào một đầu lòng máy móc nguyên rin. Xe này đầu lòng máy móc nguyên rin ha. Nguyên cục máy rin luôn, rin chăm chăm luôn. Xe máy im cực kỳ luôn. Công nhận cái máy này dữ dằn thiệt chứ. Hồi gồm cái máy. Cái máy đang nổ. Ghê không? Xe này em thương nhất là thương cái máy. Đó là xe này xe 110 á. Chạy bốc y như quay 110 Thái luôn. Nó cái kiểu dáng nó y vậy luôn á. Chỉ cái áo thôi. Cái áo nó tại áo bự. Anh em thấy cái áo bự chứ nó đúng là như 110 Thái luôn á. Giá bán 20 triệu. Anh em thích xe này thì alo. Máy đang nổ. Đây nè, đang nổ luôn. Tại tối quá em mà không quay phần được máy. Anh em thích xe này thì cứ alo em. Đầu lòng máy móc Virgin Future 1. Giá 20 triệu rất là rẻ luôn. Nhiều lúc anh em nói ồ có xe sao đăng lên mà hỏi là bán rồi. Em bán xe nó lạ lắm. Thường thường bán không có lời nhiều. Bán một chiếc em lời 100, 200, 300 là nói chung thời buổi khó khăn. Em bán xe mà được giá lời có chút xíu là em bán à. Giá 20 triệu xe này đầu lòng máy móc nguyên rin mà vàng bạc nguyên rin vậy à. Anh em tìm xe này khó tìm lắm. Rồi anh em thích xe này thì alo em ha. Em xin chào và hẹn gặp lại video kế tiếp đi ha. Đây là vàng bạc của Vinh Thống Sơn ha. Gác chân. Gác chân này gác chân hai tầng nghiêm lắm ha. Một trên Vinh theo xe. Cái bộ phiêu chào một Vinh theo xe. Cái bộ Vinh theo xe luôn. Ốc tán là Vinh theo xe xanh luôn ha. Các chân ốc bán Vinh theo xe. Cái giò đạp này có cái chữ đây nè. Chữ trong này giò đạp Vinh theo xe. Giò thắng Vinh theo xe luôn. Tần số Vinh theo xe. Mấy đồ Vinh theo xe hết á. Bình xăng, bô e, IC, lửa đâu tất cả là Vinh theo xe hết. Xăng, IC, lửa đâu Vinh theo xe luôn. Đồng hồ Vinh theo xe, dây điện theo xe. Xe này theo xe nhiều lắm. Rồi anh em thích xe này thì cứ alo em ha. Để giá anh em cho 20 triệu.